Thưa quý vị, 2 tháng đầu năm 2023, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra sôi động, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu nông sản hoa quả tươi tăng mạnh. Để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, chủ hàng thông quan hàng hóa nhanh chóng, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai linh hoạt nhiều giải pháp, nổi bật là triển khai thực hiện đăng ký thông quan bằng hệ thống hải quan điện tử, đồng thời bố trí cán bộ làm thêm giờ, làm ngoài giờ kể cả thứ Bảy Chủ nhật. Các ngày lễ Tết đều có cán bộ trực làm việc. Theo thống kê của các lực lượng chức năng, 2 tháng đầu năm 2023, trên 1.360 lô hàng hoa quả các loại, tương đương khoảng 220.000 tấn hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc qua 5 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện mỗi ngày có từ 900 đến 950 xe container được xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, trong đó 80% là mặt hàng nông sản, tỷ lệ nông sản tồn lại qua ngày thấp. Thưa quý vị, đến nay đã có 197 doanh nghiệp được cấp chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, chuẩn hội nhập. Trong đó thì có 135 doanh nghiệp ngành thực phẩm, còn lại là ngành phi thực phẩm. Đây là thông tin được Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đưa ra tại sự kiện tổng kết chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao, chuẩn hội nhập diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 22 tháng 2. Theo Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, trước yêu cầu doanh nghiệp phải chuẩn hóa, số hóa để hội nhập toàn cầu, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã khởi xướng xây dựng bộ tiêu chí hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, song hành cùng danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. 6 năm qua, chương trình đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo, giải quyết được nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý, tiêu chuẩn quản lý hệ thống, đồng thời thường xuyên có các chương trình tư vấn mỗi thứ Bảy hàng tuần hay sự kết hợp với các sự kiện lớn của chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao cho doanh nghiệp về tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, ISO 22000, FSSC, Global Gap, ISO 9001, 14001, 4500, SA 8000 và Bộ Tiêu chí hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, công trình thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á, Cái Lớn Cái Bé đã phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát nguồn nước để bảo đảm sản xuất nông nghiệp cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các vùng quy hoạch sản xuất thuần lúa, lúa, tôm hay là thủy sản đã không còn nỗi lo về nguồn nước. Mô hình sản xuất lúa tôm của gia đình ông Nguyễn Văn Luốc tại ấp Thới Khương, xã Thới Quảng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Từ hơn một năm nay, việc sản xuất đã được thuận lợi hơn rất nhiều. Trồng lúa thì lúc mà thời điểm mà cống cái bé cái lớn có làm rồi điều tiết rồi điều hành thì ngay chung từ lúa cũng vẫn trúng. Lúa là vô từ là một công có thể là vô tấn, tấn mốt. Từ công trình điều tiết đầu nguồn Cái Lớn Cái Bé, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã đầu tư xây dựng hệ thống công trình phân danh, bờ bao khép kín, hoàn chỉnh hệ thống vận hành điều tiết nguồn nước cho các vùng sản xuất ngọt, mặn, lợ. Tuy nhiên, không phải địa phương nào trong vùng dự án cũng tận dụng được hết hiệu quả từ công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé mang lại, do hệ thống hạ tầng thủy lợi nhiều nơi còn thiếu đồng bộ. Do cái biến đổi khí hậu nó quá nhanh, chúng ta cũng khó lường hết được cái dự báo. Do đó cái việc đầu tư của chúng ta một mặt là do nguồn lực chúng ta cũng còn khó khăn. Đầu tư nó chưa được đồng bộ. Trên tuyến đê biển An Biên An Minh dọc theo sông Cái Lớn Cái Bé có tổng cộng 43 cửa sông kênh rạch thông ra biển. Tuy nhiên còn 14 cửa chưa được các địa phương đầu tư công trình kiểm soát mặn nên công tác vận hành vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy để bảo đảm nguồn nước sản xuất cho bà con, các địa phương cần tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi để bảo đảm việc chủ động trong sản xuất và phát huy tối đa hiệu quả công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé. Bên cạnh đó sẽ khắc phục được vấn đề xung đột giữa các địa phương trong vùng hưởng lợi của dự án. Chúng ta phải có một cái quy chế phối hợp trong cái vận hành, trong đó phân giao trách nhiệm từ trung ương đến địa phương, các cơ quan được phối hợp như thế nào, rồi các đơn vị quản lý vận hành như thế nào trong cái việc mà vận hành cả cái hệ thống Cái Lớn Cái Bé. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, từ khi công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé đưa vào vận hành khai thác, vùng sản xuất lúa tại khu vực chưa ghi nhận thiệt hại do xâm nhập mặn. Vùng sản xuất lúa tôm và thủy sản cũng được đáp ứng đầy đủ nguồn nước sản xuất. Thực tế cho thấy bên cạnh việc tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng thủy lợi thì một quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý vận hành và các địa phương là cần thiết để bảo đảm những vụ mùa thắng lợi cho bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa quý vị, tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang là vấn đề nan giải của nhiều địa phương trên cả nước. Người dân thì không mặn mà với sản xuất nông nghiệp, còn tổ chức cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu muốn thuê đất hoặc liên kết sản xuất thì lại rất khó khăn vì đất đai nhỏ lẻ manh mún, trong khi chưa có cơ chế cũng như là hành lang pháp lý cho tích tụ đất đai. Đây là một trong khoảng 20 ha diện tích đất bỏ hoang của huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Thiếu nguồn nhân lực sản xuất nên người dân canh tác cách vụ, gây khó khăn trong công tác phát triển nông nghiệp bền vững. Đây cũng là một cái vùng mà có diện tích tương đối lớn. Thì gần đây thì bà con nông dân, tức là ở ven thị xã, ven thị trấn này thì họ tham gia nhiều những cái ngành nghề dịch vụ khác, cho nên là cái việc mà thiết tha với ruộng đồng thì cũng có phần nào đó là nó có những cái hạn chế. Những mảnh đất bỏ hoang như này không phải là hiếm tại Hà Nam. Có những xã trung bình mỗi năm có hơn 10% không gieo cấy lúa và chuyện hoang hóa kéo dài đã nhiều năm. Theo quan điểm của chúng tôi thì tối thiểu là anh để một năm, 12 tháng mà anh không canh tác là có thể là chính quyền có thể, nếu như anh không cho thuê thì là chính quyền người ta sẽ có thể là thu hồi để người ta cho người khác thuê. Không chỉ ở Hà Nam mà nhiều địa phương khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Như trên địa bàn thành phố Hà Nội, thống kê cho thấy hiện có gần 5.000 ha đất nông nghiệp đang bị bỏ hoang. Còn tại tỉnh Nghệ An, con số này là hơn 20.000 ha. Đã đến lúc vấn đề lãng phí nguồn tài nguyên đất cần nhận diện đúng để có được những chính sách đột phá về tích tụ ruộng đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp.